Nó bị bắt đầu phát hiện huyết áp cao cái là muối, gần như bây giờ nó ăn không cho muối. Ông bữa đấy ông nội nó là chết lúc 80 tuổi. 86. Ông mất 86 tuổi. Cụ nhà mình là 9 mấy? Không. 86. Cụ già hả? Cụ già còn tưởng 9 mấy mới mất chứ. Rồi, nó gãy rồi thôi, không sao con. Gãy rồi thôi. Cắm lại. Cắm lại ấy. Rồi. Cái xe bên nó. Tay. Đi đường này. Cắm lại được rồi. Non. T'as les chaussures sales après, Vélo. T'as les gueules. Après, il y a du caca de poulet sous les chaussures. Il y a de l'ongle. Bah oui, il y a une cocotte. Vous y suivez. Théo bas avant là. Il y a du caca de poulet après sous les chaussures. Laisse-nous. Bah oui. C'est le dernier moment. Laisse-moi. Thôi con cầm vào đây cho mẹ xem nhá. Cầm trứng vào đây mẹ xem. Vous mangez? Attention de casser. Hein. Comme ça. Attention de casser. Comme on luộc hein. Faut les mettre dans la cuisine, Viet Long. Comme on luộc hein. Il veut faire cuire. Je veux manger. Đưa bà ngoại luộc hộ. Có đưa bà ngoại, luộc hộ. Có đưa bà ngoại luộc hộ con. Donne à mamie. Đưa mami. Donne. Mamie va faire cuire. Đưa bà ngoại luộc hộ cho nhanh không có vỡ. Nhanh đưa bà ngoại luộc hộ cho nhanh không vỡ. Vỡ bây giờ con, vỡ bây giờ mẹ quát. Đưa bà luộc. Có đưa bà luộc. Đây bà luộc hộ cháu với ạ. Thế ai luộc? Qu'est-ce qu'il y a? Thế ai luộc?